thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Sách Sophoni. Tên gọi Sophoni có thể hàm ý một trong ba ý nghĩa sau. Thứ nhất, Đức Giê-hô-va đã lánh mặt. Thứ hai, người thức canh của Đức Giê-hô-va. Và thứ ba, Đức Giê-hô-va trân quý. Do trong sách Tiểu Tiên Tri này, cũng như trong các sách lịch sử của Cựu Ước đều không cung cấp thêm bất cứ thông tin nào khác về vị tiên tri Sophoni, cho nên ý nghĩa tên gọi của ông vẫn còn là điều đang được thảo luận. Vì thế, khi đọc sách này, độc giả và có lẽ thính giả ban đầu sẽ tự mình khám phá một ý nghĩa nào đó trong tên gọi này. Những người phạm tội sẽ nhìn thấy một Đức Giê-hô-va đã lánh xa khỏi họ. Những người trung tín của Chúa sẽ thức canh mà trông đợi sự giải cứu của Chúa. Và hết thảy những ai thuộc về Chúa sẽ kinh nghiệm lòng quý mến vô bờ của Ngài. Hãy đọc kỹ sách này và nhận thức bạn là ai, và bạn sẽ khám phá về Chúa là ai. Mở đầu sách là lời giới thiệu ngắn gọn về vị tiên tri Sophoni như sau. Vào thời của Josiah, con trai Amon, vua Juda, có lời Đức Giê-hô-va phán với Sophoni, con trai Cút-si, cháu của Gedalia, chắc của Amaria, chích của Ê-xê-chia. Chương 1, câu 1. Tiên tri Sophoni là chích của Ê-xê-chia. Ông nói tiên tri trong thời của vua Josiah, vua của Juda, tức là khoảng năm 612 trước Chúa, trước khi xảy ra cuộc phục hưng tôn giáo của vua Josiah. Sứ điệp của ông đề cập đến Juda và những địa danh cụ thể tại thành Jerusalem, chương 1, dường như cho thấy ông sống tại thành Jerusalem. Cho nên, có thể nói rằng ông là hậu duệ của vua Ê-xê-chia của Juda. Xem thêm về vua Ê-xê-chia ở sách Các Vua Nhì, chương 22 đến chương 23 và sách Sử Ký Nhì, chương 34 đến chương 35. Ông là nhà tiên tri của hoàng gia thuộc dòng dõi vua David. Đứng ở vị trí này, Sophoni có được một tầm nhìn bao quát về thực trạng thuộc linh của dân tộc mình. Đồng thời, ông còn có lời của Chúa dành cho thời đại mà ông đang sống. Sách Tiểu Tiên Tri Sophoni bao gồm những chủ đề tiên tri quen thuộc như sự cảnh cáo về ngày phán xét và hủy diệt, khi vương quốc Juda sẽ bị hình phạt vì sự bội nghịch và thờ lạy các thần khác của họ, chương 1. Chúa cũng sẽ hình phạt các nước khác, chương 2. Mặc dù Jerusalem bị đoán phạt, nhưng đến kỳ định, đất nước sẽ được phục hồi với những người khiêm nhường và công chính sống ở đó, chương 3. Có thể nói, ông thuộc trong số những người thức canh của Đức Giê-hô-va. Ông nhìn thật kỹ vào tình trạng thuộc linh tồi tệ của dân tộc mình. Ông suy xét thật kỹ điều mà Đức Giê-hô-va sẽ thi hành. Đó là kỷ luật thuộc linh để thanh tẩy dân Chúa. Ông công bố sự giải cứu mà Chúa dành sẵn cho những con người trung tín của Ngài. Chính ông là người thách thức thính giả và độc giả sống trong tư cách người thức canh của Đức Giê-hô-va. Bạn có sẵn sàng nhận lấy thách thức này không? Sách Sophoni là tiếng nói của một vị lãnh đạo về thời đại mình đang sống. Tiếng nói đó đến từ sự tiếp nhận lời Chúa và sự nhận biết Chúa một cách riêng tư. Tiếng nói đó cho thấy Đức Giê-hô-va đã lánh mặt khỏi một dân tộc chối từ Ngài. Tiếng nói đó cho thấy một dân tộc ngủ mê, không nhận ra Chúa đang tiến hành kỷ luật họ cách thích đáng vì những tội lỗi của họ. Tiếng nói đó hướng tầm nhìn vượt xa hơn thời đại mình đang sống để nuôi dưỡng lòng trong đợi sự giải cứu và phục hồi mà Chúa đã sắm sẵn cho ngày của Chúa. Có thể nói rằng, ai trong chúng ta ít nhiều cũng nhận diện được thực trạng thuộc linh của dân tộc mình. Nhiều người cũng đã mạnh mẽ cất lên tiếng nói vạch trần thực trạng đó. Tuy nhiên, có bao nhiêu người thực sự có lời của Chúa để mà công bố về thực trạng đó? Có bao nhiêu người thực sự là người thức canh của Chúa? Có bao nhiêu người cất lên tiếng nói với lòng trông mong Chúa? Hãy đọc sách Sophoni thật kỹ và chọn vị thế của mình. Câu hỏi suy ngẫm: bạn sẽ trở nên người thức canh của Chúa như thế nào cho thế hệ của bạn?
chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng biết rõ đời sống của con. Ngài đặt con vào trong thế hệ này với mục đích rõ ràng. Xin cho con một tấm lòng nhu mì tiếp nhận lời Ngài. Xin thêm lên trong con lòng can đảm để sống đúng tư cách người thức canh của Ngài. Xin cho tiếng nói của con mang đến niềm trông đợi, hy vọng và tin quyết nơi Ngài và sự giải cứu của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.